Chào anh em đã quay trở lại với tựa game là Cast Mèo Con Đại Chiến và Minion Thành EZ đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Ở đây thì mình sẽ mở một cái hòm gỗ ra và xem trong này nó sẽ có chứa cái gì đây. Một cái chainsaw 4 sao vàng, không quan tâm. Titan sao vàng, không hay lắm. Snakey, một cái forklift. Rồi, Snakey, hai vũ khí và một cái vũ khí chính, một cái vũ khí phụ. Rồi, thì hiện tại thì chúng ta, cái xe chúng ta được trang bị thêm cho nó là một cái rocket. Rocket nó sẽ có giá trị là một sao vàng đỏ này, khá là khỏe. Và mình đã thay cái cưa ngắn thành cưa dài rồi. Bây giờ thì cái xe của mình nó có thể lắp thêm một cái bánh nữa nhỉ. Thế nhưng mình nghĩ có thể lắp thêm một cái bánh nữa vào phía sau. Như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn rất rất nhiều ấy nhờ. Đam to hơn rồi, đam tầm khoảng 40k rồi. Máu thì sẽ rơi vào khoảng là 60 mấy k đây. Hai vũ khí luôn, biến thành là ba vũ khí luôn chứ không phải hai vũ khí nữa. Championship, chúng ta sẽ tiến lên. Claim này. Rồi, mình sẽ cần phải đối đầu với những thằng ở trong này, rất rất nhiều thằng luôn. Tiến lên nào. Xe gì đây? Nó ghi vào xe mình rồi. 30.000 đam á, 40.000 đam này. Mình ghét nhất là mấy cái xe như thế này đấy. Phải nói cực kỳ ghét. Vãi thật. Nó bắn cho như thế này thì làm sao mới được, toàn bị lật thôi. Vấn đề xe mình toàn bị lật thôi. Khó chơi thật. Chết đi này. Lại vào đây, vào đây, vào đây, một phát bắn chết luôn. Wow. Vào đây, cực kỳ nhanh luôn. Vẫn thắng tốt. Chúng ta vẫn thắng tốt, chạy đi đâu em. Xe này gần như là không thể nào mà qua được mình. Chết trước, 64.000 máu cơ. Ngon vãi, xe này ngon vãi cháy. Không được. Cái phía trên nó cao quá anh em ạ. Chết này. Bao nhiêu máu mà phải đánh được mình? Không thể. Không thể chứ, làm sao mà đánh được mình. Chắc chắn 100% rồi. Ôi, bị lật rồi. Bị lật là tự động chết thôi, chắc chắn luôn. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đi đâu em. Winner. Win 10 trận. Và vị trí của chúng ta sẽ xếp hạng xem được đứng thứ bao nhiêu. Ôi chà, thắng được tất cả thằng top trên mày nhưng mà thua mấy thằng top dưới. Thế mới buồn cười chứ. Rồi, máu châu, đam châu. Mình thua 4 thằng tất cả. Thua thằng Alex này thì đúng là không công bằng. Xe nó... Rồi, mình hiểu là cái xe của nó thì nó sẽ ấy hơn. 13k máu đấy. Như thế thì thay đổi một chút đi. Chúng ta sẽ... Không được, xe này không vào được, không lao vào được. Nó sẽ bắn mình không vào luôn đấy. Bó tay chấm com. Cái xe đấy thì chưa biết sẽ giết kiểu gì. Xe của kiểu gì đây? Từ từ nha. Ok, chúng ta sẽ có một cái... Nó bắn mình là mình bay luôn. Không thể nào mà lao vào gần được. Khó chịu quá nhờ. Phải nói là cực kỳ khó chịu với cái xe lúc nãy đấy. Chẳng lẽ mình lại quay trở lại trang bị cho nó cái ghim nhỉ? Cái ghim săn cá voi ấy. Để xem là mình có cái thân xe gì không, thân xe gì mới không. Mà mình cũng bán đi khá nhiều cái loại rồi đấy. Thân xe classic thì không có. Chỉ có mỗi cái này thôi, nhưng mà mình một năng lượng thì quá thấp. Có quá thấp, 22.000 máu. Ba vũ khí này. Chắc là quay trở lại với cái hai vũ khí như thế này và một vũ khí phụ như thế này đi. Máu thấp hơn thôi nhưng mà nó khả năng là ghim được. Để mình sẽ test thử đó. Rồi để mình xem có cái loại xe nào. Hai vũ khí chính này, một sao đỏ bạc. 9 năng lượng thôi. 9 năng lượng thì thấp quá. Không thể nào mà... Mình nhớ ta sẽ có một cái xe mới ở đây thì phải. Xe hai vũ khí liền.
mình sẽ trang bị cho nó hai cái quả tên lửa. Ví dụ như cái này này. Có một vũ khí nhỉ? Ba vũ khí này. Đây chính là cái xe mình cần này. Không, mình sẽ cần cái xe này hơn này. Xe này sẽ cần trang bị cho nó hai cái vũ khí, đó chính là hai cái bắn tên lửa bắn hai phía. Mình có một cái loại vũ khí mới, đó chính là tên lửa bắn hai phía. Thì dù mình có lật hay như thế nào đó thì hoàn toàn có thể bắn được. Đâu nhỉ? Mình sẽ cần một cái lực đẩy cực kỳ mạnh để giúp mình có thể là bay lên được. Thế thì mình nghĩ là thế. Wow, có cả một cái này cơ, 7000 dam này. Nhìn cái đồ mới nhưng chất vãi. 100% cho cái Titan. Đây đây. Cái này cho Snakey, dam rất là lớn, cực kỳ mạnh cho Snakey luôn. Nó chỉ rơi vào khoảng ít thì thôi, tầm tầm thì thôi. Cái này xe tận 18 năng lượng kìa, ngon vãi cháy. Mình có một cái có cái loa này. Cái loa giúp mình có thể là bay lên này. Cái Batch Pedal đâu rồi? Đây là cái Sun Cavoy. Sun Cavoy không có gì. Có một cái loại giúp chúng ta có thể bay lên trên nhỉ? Có phải loại này không? Không phải nhỉ? Hình như không phải mấy loại này. Hình như không có rồi. Đam thì lên tầm khoảng 6k thôi. Chỉ tầm khoảng 6k thôi. Không bằng được mấy cái đam kia. Nhưng mà khả năng là bắn nó rất là tốt. Mình sẽ cần phóng lên thử nào. Xem có phóng lên được không. Không cần bánh. Thật sự là chẳng cần bánh luôn. Thử xem, test thử thôi. Chỉ cần là vòng ra sau nó được. Bắn khá xa. À, rồi mình hiểu rồi. Mình hiểu cái nguyên lý hoạt động của nó rồi, đứng nguyên là được mà. Đứng nguyên là có thể hạ gục được cái xe này rồi. Hay chà. Vãi lúa thật, xe đứng nguyên nó cũng có thể hạ gục được rồi. Không cần phải. Mình lên được vị trí thứ hai này bằng cái xe gọi là khá là hài hước ra. Xe rất là hài. Thay xe này có laser, có các kiểu ấy bắn về sướng không, đúng không? Đây mình sẽ nghiên cứu và đánh bại từng thằng một. Thằng tiếp theo thì mình muốn cần đánh bại thằng này. Thằng nó chỉ thắng 3 trận thôi. Nó cũng là dạng kiểu là một cái xe lao vào đây, khiến mình bị bật ra đằng sau mà. Kiểu là sẽ bị bật ra đằng sau. Vấn đề là mình không muốn bật ra đằng sau thì mình cần dùng cái xe gì. Khả năng mang vác thật là nhiều và không thể bị bật ra đằng sau được. Vấn đề hơi khó, thật sự hơi khó xe đằng đấy nhở. Mình cũng muốn là lao xuyên qua thằng này luôn nhưng mà hơi khó. Đây là bán phát bật ra luôn. Thế mới cay. Bỏ bánh xe trước đi xem nào, xe có bị bật ra không. Chắc phải bỏ bánh xe trước ra nhá. Đây, bỏ bánh xe trước rồi. Mình phải thắng thêm thằng này nữa thì mình mới có thể lên được cái vị thứ hai kìa. Vẫn bị lật à? Vẫn bị lật là sao ta? Xe mình vẫn bị lật luôn, 19.000 dam của nó thì nó khỏe quá. Đấy, chưa gì đã bị lật luôn rồi. Hay cho lên trước đi được không? Cho bánh xe lên trước mình có lật được không nhỉ? Mình chưa thử. Bánh xe lên trước hình như cũng bị lật. Lật dễ hơn đấy. Và thêm một bánh xe sau nữa. Bánh xe cỡ thật to nào. Xem mày có lật tao không. Ê, siêu quái vật à. Siêu trâu bò. Lật bằng mắt nhá. Thì sợ lật luôn này. Vãi lúa thật. Lật thật à. Vẫn chưa được. Nói chung là vẫn chưa được. Test thử các loại bánh khác nhau nhưng mà thử bánh lục giác xem nào. Bánh lục giác mình cũng chưa biết tác dụng của cái bánh lục giác để làm gì. Hay là bám đường tốt hơn. Đây đây, xem nào, bánh lục giác thì đầy. Đầy bánh lục giác. Có cả bánh lục giác đỏ này, hơn 7k máu này. Đây đây, cho luôn cái này vào. Xem nào. Chắc là sẽ khó lật hơn so với cái loại kia đúng không? Vẫn lật. Nhìn chung là vẫn lật.
vẫn lật rồi, không ăn thua. Chả bỏ hết bánh ra. Cái xe đấy cứ tạm thời để đấy đã. Xe này thì nó sẽ lăn qua mình đúng không? 17.000 máu thôi mà. Chết mày đi, sao thắng được mình chứ? Nó vừa đổi xe thì phải. Lúc nãy là nó còn kém mình cơ. Mình còn giết thêm một thằng nữa sẽ bằng thằng trên. Xe của nó 99.000 máu cơ à? Oh. Mình hoàn toàn có thể đẩy nó được vào kia và nó sẽ nổ. Đấy, yes, hay lắm. Đây thì nó đã đẩy xe chứ chẳng phải là ấy nữa rồi. Rồi mình sẽ tạm thời là hài lòng với cái vị trí như thế này trước đi đã. Cái thằng này thì chưa nghĩ cách nào để có thể giết được nó. Nó toàn làm cho mình lật xe thôi. Bỏ hai bánh đi, được không nhở? Bỏ hai bánh đi thì máu mình thấp lắm. Máu mình ít lắm. Thôi mình cứ để tạm đấy đã. Mình sẽ đi mua đồ mới cho con mèo. Cái này mình thắng rồi này. Hai cái xe này ghẻ mà. Có gì đâu. Xe đam cao hơn thắng thôi. Chúng ta thắng luôn cái trận này. Và được cái bonus gì đó nữa kìa. Một đống thứ nữa. Ok. Mình sẽ đi mua đồ đi. Mình có khá là nhiều đồ ở trong cái shop. Shop đâu nhỉ? Đây, shop đây. Shop nào mua đồ bằng vàng không? Wow, lắm đồ khóa thế này. Vàng mình khá là nhiều, nên mình sẽ mua đồ bằng vàng thôi. Mũ phù thủy này. Mua ngay mà luôn. Tại sao phải chờ đợi chứ nhở? Trong khi mũ ngon thế này thì không đội. Đấy, mũ ngon chưa? Ý, mũ phù thủy. Chất chơi người rơi. Vãi cháy. Rồi thì mình sẽ chơi cái phần này đi. Cái mũ phù thủy ngon quá. Liquid Fire. Ok, mình sẽ chọn xe nào đây? Xe này đi. 8.000 mấy à? Khả năng xoay. Thế quái nào không kịp để nó bắn giật lùi luôn kìa. Botay.com. Có vẻ khó chiến quá ta nhờ. Xe nó có khả năng. Rồi mình sẽ cần phóng. Đây, xe này là phóng tốt nhất đây. Tốt nhất hiện tại đây, phóng lên. Cái xe bắn phóng giật lùi ạ. Vãi lúa thật. Mình trang bị nhầm thiết bị à? Giật lùi làm cái gì chứ? Nếu mà giật lùi thì nên trang bị cho cái xe kia. Đây, giật lùi bỏ cái này ra. Thế chứ, đây này, cái này mới đẩy lên này. Đẩy hồn. Giật lùi trang bị cho cái này này, không đủ năng lượng luôn. Rồi, chiến đấu nào. Mình còn 3 tấm vé nữa cơ mà. Cái gì đấy? Wow, 11.000 máu và 3 cái bánh xe. Nó toàn xe ngon thôi. Trong khi đó thì mình xe của mình cùi quá. Liquid Fire còn 2 trận nữa. Xe gì đây? Rồi, cái này đánh lâu thì nó sẽ chết. Chết mày này, thấy chưa? Mình nhiều máu, mình ít máu hơn nhưng mà mình đam to hơn của nó. Xe này đúng không? Rồi, ok, let's go. Đây này, đây chính là cái tác dụng của chúng ta là bật nhảy lên trên. Bật nhảy trên không trung. Xe này thì có khả năng là đủ các loại thể loại là điểu ở đây, 5k. Chịu, quỳ rồi. Rồi, làm gì? Nó cho một phát. Nhầm, sao xe được? Vấn đề không thể nào mà trang bị cái này trang bị được tên lửa thôi. Trang bị tên lửa thôi. Thôi trang bị bánh xe vào đi. Trang bị bánh xe các kiểu vào cho nó đi. Bánh xe to, bánh xe lớn đâu. Để sẽ lên được bao nhiêu ca máu. Như thế này đấy. Lấy lại cái bánh xe này luôn. Và trang bị luôn cho cái này. Và tiến lên công nông chỉ muốn bắn là tên lửa thôi.
Chết này, hay, phải khỏe thế chứ. Nhưng mà di chuyển chậm quá. Nó đốt. Như thế này đấy, hợp lý. Cù lần nhưng mà hợp lý. Di chuyển thật chậm để có thể bắn được nó. Chết mày này, bao nhiêu máu để trụ được anh? 3 trận thắng rồi đấy. Đừng có đùa với anh nha. Đấy, hợp lý, phải nói quá hợp lý. Giảm tốc độ tối đa xuống. Vào đây, chết hết. Bao nhiêu người vào đây thì cũng chết hết thôi. Ok. Khá ngon cho cái xe này mới được ra. Này. Lật ngược nó lên cái là xong mà. Thắng rất rất nhiều trận. Đi đâu? Đâu mà vội, có hơn 2000 đam thôi. Win liên tục. Phải nói là win liên tục. Đã đổ, hay này. Hay ho cái gì ở đây. Win liên tục luôn, sướng vãi cháy. Ai trâu hơn. Ôi trời ơi, điên thế nhở. Mình bị lật một tí thôi là mình hạ gục được nó rồi. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của Cast Mèo Con Đại Chiến. Bye bye.